Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi chủ nhật ngày 4 tháng 8 năm 2024 của 12 con giáp để đón may mắn cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 4 tháng 8 năm 2024, tức ngày 1 tháng 7 âm lịch, ngày Canh Tý, trực, chấp, tốt cho khởi công xây dựng, tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Tuổi xung ngày, Nhâm Ngọ, Đính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Ngọ. Tuổi hợp trong ngày, ngày Tý, Lục hợp Sửu, Tam hợp Thìn và Thân Thành Thủy Cục. Giờ Hoàng đạo, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Hướng tốt xuất hành, hướng Tây Bắc, hướng Tây Nam. Xem tử vi hàng ngày dự báo 3 tuổi thoải mái chi tiêu trong ngày chủ nhật này sẽ là tuổi Tuất, tuổi Hợi và tuổi Dần. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 4 tháng 8 năm 2024 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, thương quan khiến tuổi Tý nhận ra có những việc bản thân đóng góp rất nhiều công sức, nhưng nhìn lại thì không có chút kết quả nào. Thực ra thứ bạn có được là kinh nghiệm, nó giúp bạn trưởng thành hơn. Ai cũng trải qua vô số lần sai lầm trước khi có được thành tựu nào đó, thế nên hãy sưu tầm thêm những lần thất bại và không ngừng luyện tập. Thời gian này cũng phù hợp để bạn nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe, hướng về bản thân mình nhiều hơn. Khi thân và tâm bạn ổn định thì công việc mới thuận lợi, làm gì cũng đạt được hiệu quả như ý. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, nếu tự xem mình là nạn nhân, bạn đang tự đánh giá thấp vị trí của mình. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, sự tập trung giúp bạn gặt hái được nhiều thành quả như ý trong ngày này. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, vấn đề của bạn không hề giống với vấn đề của bất cứ ai khác. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, có niềm tin trong tay, bạn càng dễ dàng đạt được mục tiêu của mình. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, giải pháp an toàn hỗ trợ cho vị trí của bạn trong ngày hôm nay. Con số may mắn 8, 6, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường vàng, trắng, quy nhân phù trợ Sửu, Thân, Thìn. Tử vi tuổi Sửu, tam hội xuất hiện cho thấy hôm nay là ngày tuổi Sửu bày tỏ lòng yêu thương, sự quan tâm tới mọi người xung quanh. Bạn cần cho người khác thấy sự quan tâm của bạn tới họ để họ hiểu được tầm quan trọng của bạn. Chính ấn mang lại cho tuổi Sửu chút thành quả, có thể bản lĩnh mạnh mẽ và sự kiên trì không ngừng nghỉ. Bạn đã dành trọn vẹn thanh xuân của mình để xây dựng một nền tảng vững chãi cho tương lai. Thủy thổ xung khắc khuyên bạn tránh xa những khoản đầu tư rủi ro, đừng để cho vấn đề cảm xúc của bạn bị ảnh hưởng quá nhiều. Thậm chí nếu bạn kiếm được tiền trong thời gian này thì cũng có nguy cơ bị mất mát với tâm lý đỏ đen như hiện tại. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, không nên mù quáng tin tưởng ai đó trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, khi vội vàng khẳng định điều gì, bạn càng dễ hối hận nhanh hơn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, hãy cho người khác thời gian và không gian để thay đổi. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, hãy thiết lập một kế hoạch khả quan hơn cho tương lai. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, học cách sống trọn vẹn trong ngày hôm nay. Con số may mắn 9, 2, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường hồng, vàng, quy nhân phù trợ Tý, Dậu, Hợi. Tử vi tuổi Dần, người tuổi Dần chuẩn bị đón tin mừng liên quan đến chuyện tiền bạc hoặc kế hoạch tài chính của bạn rực rỡ hơn bạn có thể nghĩ tới trong ngày có thiên tài. Hôm nay cho thấy bạn rất giỏi phát hiện và tìm ra vấn đề, nhưng giải quyết chúng cũng rất quan trọng. Bạn nên chủ động đề xuất những giải pháp thay vì chỉ nói suông và phê bình người khác. Thủy Mộc tương sinh mang lại cho bạn khá nhiều lợi thế trong chuyện tình cảm khi có cả ngoại hình và trí thức cùng sự khéo léo. Nhờ thế mà sức hút của bạn khá mạnh mẽ. Việc ai đó có tình cảm với bạn ngay lần đầu gặp gỡ là điều dễ hiểu. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, có những ngạc nhiên thú vị xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, hãy tự trang bị những kỹ năng sống cần thiết cho mình. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, tự nhận mình biết hết, bạn sẽ chẳng thể học hỏi thêm những gì. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, hãy trân trọng từng chặng đường, giai đoạn mà bạn đang đi qua. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra phép màu cho cuộc sống của mình. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường đen, trắng, quy nhân phù trợ Mão, Tuất, Hợi.
Tử vi tuổi Mão, ảnh hưởng của hình hại vô lễ nên con giáp tuổi Mão có xu hướng nói những lời khó nghe, vì thế bạn dễ làm người khác khó chịu, khi đó họ chẳng còn muốn lắng nghe bất cứ điều gì bạn nói ngay sau đó nữa. Chính tài giúp sức nên tình hình tiền bạc của tuổi Mão lúc này cũng được cải thiện rõ rệt. Nhiều kế hoạch làm ăn trước đây nay đã có lợi nhuận, tiền bạc cứ thế đổ về túi của bản mệnh. Thủy mộc tương sinh là dấu hiệu tích cực của vận trình tình cảm của bản mệnh trong thời gian này. Người độc thân cởi mở với những cuộc hẹn hò trong thời gian này. Bạn cho mình cơ hội tìm hiểu đối tượng mới. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, hướng tới sự hoàn hảo là tốt, nhưng đừng ép ai đó phải giống mình. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, tìm được người chung ý tưởng hay ho để cùng đồng hành. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, những lời chỉ trích có thể sẽ khiến bạn như muốn phát điên lên. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, hãy ăn uống và nghỉ ngơi khoa học hơn bạn nhé. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, thể hiện sự tôn trọng với người khác, bạn sẽ có được sự tín nhiệm. Con số may mắn 7, 3, giờ tốt, 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, trắng, vàng, quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Thìn, người tuổi Thìn tìm lại được cảm xúc cũ bên một nửa của mình như thời mới yêu, điều đó mang lại cảm giác hạnh phúc cho bản mệnh trong ngày tam hợp. Người độc thân hứa hẹn sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp. Những công sức đáng quý của con giáp tuổi Thìn sẽ được đền đáp xứng đáng trong ngày có thiên ấn. Năng lực và sự tự tin chính là chìa khóa giúp bạn khẳng định vai trò của mình trong mọi lĩnh vực. Thổ thủy xung khắc khiến cho rắc rối xuất hiện xung quanh chuyện tiền nong. Có thể bạn chuyển nhầm số tiền và khó khăn trong việc lấy lại. Bạn nhận được tiền hay không còn dựa vào vận may của chính mình nữa. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, bạn là duy nhất, không cần cố gắng để giống với bất cứ ai khác cả. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, xung quanh luôn có kẻ đối đầu nên thận trọng. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, biết được điều chưa tốt của ai đó là để thông cảm chứ không phải nói xấu. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, hãy ngừng ngay những kiến thức khiến cuộc sống của bạn trở nên khó khăn hơn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, học cách chọn lọc thông tin khôn ngoan hơn. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, trắng, hồng, quý nhân phù trợ, Thân, Dậu, Tý. Tử vi tuổi Tỵ, có những thời điểm tuổi Tỵ muốn bật khóc vì ấm ức về một vấn đề nào đó trong ngày hôm nay với tác động của thiên quan. Bản mệnh có xu hướng nhạy cảm hơn, ai đó nặng lời một chút là bạn cũng buồn rất nhiều. Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ một cách thông minh hơn. Chỉ cần đổi hướng đánh giá về mọi chuyện, bạn sẽ sớm nhận ra những giá trị, lợi ích từ những việc nhỏ xuất hiện trong cuộc sống của mình. Hỏa thủy xung khắc, dự báo về những bất ổn trong đời sống tình cảm khi hai người liên tục cãi vã trong những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình. Điều này đang gia tăng mệt mỏi cho cả hai người. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, đôi khi bước quan trọng là phải chấp nhận sự thật trước khi nghĩ tới điều khác. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, không nên đùa giỡn tình cảm với bất cứ ai, kẻo gây ra trở ngại khi yêu. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, càng ngày bạn càng nhìn rõ ra mặt tối và mặt sáng của một vấn đề cũ. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, lời khen ngợi càng thắp thêm cho bạn niềm hy vọng lớn lao. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, đừng vội từ chối trước một cơ hội mới đang mở ra trước mắt mình. Con số may mắn 2, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, vàng, quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Dậu. Tử vi tuổi Ngọ, con giáp tuổi Ngọ hôm nay đối mặt với tương xung nên rất dễ bộc phát cảm xúc khi ai đó nói ra những điều vô lý, khó nghe. Thực ra bạn chỉ cần lắng nghe và hiểu thêm về con người của họ, đừng tỏ thái độ rõ ràng khiến mối quan hệ căng thẳng thêm. Chính quan mang lại tín hiệu tích cực để tuổi Ngọ tự tin hơn. Có thể bạn đã từng tự hỏi rằng liệu sau bao nhiêu nỗ lực và hy sinh, may mắn có đến với mình hay không? Đừng nản lòng vì cơ hội tốt đẹp đang ở phía trước. Hỏa thủy xung khắc, dự báo về những rắc rối về chuyện tiền bạc. Nếu bạn không cố gắng tìm cách gia tăng thu nhập thì càng dễ rơi vào khó khăn. Hãy không ngừng tìm kiếm các cơ hội để cải thiện cuộc sống của mình. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, bạn mới là người tìm ra phong cách trước khi nhờ ai đó hỗ trợ thêm. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, một bộ quần áo không nói lên bạn là ai nhưng chắc chắn sẽ tạo điểm nhấn rất tốt. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, dừng ngay những lời than vãn nếu không muốn cuộc sống của mình khó khăn thêm. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, tình yêu đang chắp thêm đôi cánh cho ước mơ và hy vọng của bạn trong tương lai. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, một số nhận định của bạn có thể vô lý và gây ra những xung đột không đáng có.
Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, hồng, đen, quý nhân phù trợ, dần, mùi, tuất. Tử vi tuổi mùi, con giáp tuổi mùi phải đón nhận một số tin không vui liên quan tới mối quan hệ do ảnh hưởng của tương hại. Tuy nhiên, nếu bạn đủ bình tâm, không vội đánh giá, bạn vẫn có thể nhìn nhận sự việc sáng suốt, không để người ngoài điều khiển cách bạn nghĩ xấu về ai đó. Người tuổi mùi đón nhận thông tin đáng mừng trong ngày chính ấn. Có thể thời gian qua bạn đã tích lũy thêm nhiều kiến thức mới vô cùng giá trị. Hãy chia sẻ điều này với mọi người. Thổ thủy xung khắc khiến bạn trở nên khó đồng cảm hơn, nhất là với những ai đang rơi vào rắc rối mà không chịu tự mình đứng lên. Điều này khiến bạn cảm thấy không hài lòng hơn là cảm thấy thương cho sự yếu đuối của họ. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, so sánh khập khiễng khiến bạn tự đánh mất vị thế của bản thân. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, nghiêm khắc với bản thân là điều hoàn toàn cần thiết lúc này. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, hãy cố gắng hỗ trợ người khác vì họ đang rất cần bạn giúp. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, quyết định của bạn chịu ảnh hưởng rất nhiều từ người thân và bạn bè. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, chuyện gì cũng có thể xảy ra nếu bạn mất đi khả năng kiểm soát. Con số may mắn 5, 0, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường đen, xanh lá, quý nhân phù trợ Mão, Ngọ, Mùi. Tử vi tuổi Thân, nhờ có tam hợp, con giáp tuổi Thân có được sự đồng điệu trong cảm xúc của mình với vợ, chồng. Khi đôi bên lắng nghe nhau, mọi thứ có thể giải quyết và sáng tỏ. Đào hoa cũng đang ghé thăm, giúp người độc thân có cuộc sống sôi động hơn. Tỷ kiên nhắc nhở rằng, người ta có thể gây phiền nhiễu, rắc rối với tuổi Thân, nhưng đừng vì thế mà suy nghĩ tiêu cực. Tập trung vào nhiệm vụ quan trọng và không ngừng khai thác thông tin phù hợp, bạn sẽ có thêm góc nhìn cho mình. Kim thủy tương sinh, tốt cho khía cạnh tài lộc. Khi mà bạn nhạy cảm đón nhận vận may, bạn nhận ra một số cơ hội đầu tư không phù hợp và chờ cơ hội tốt hơn để nắm bắt. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, hãy thành thật vì đó là những gì bạn có thể làm với chính mình lúc này. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, lời yêu thương cũng cần chân thành vì nó giúp cho bạn rõ ràng trong suy nghĩ. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, hãy tự cảnh báo với bản thân khi thấy những dấu hiệu không phù hợp. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, càng ngày càng nhận ra quyết định của bạn là hoàn toàn đúng đắn. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, nếu mong muốn có cuộc sống tốt hơn, hãy tự tay vẽ nên điều mình muốn. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường vàng, hồng, quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, người tuổi Dậu không vui với sức ảnh hưởng của tương phá, khiến công việc của bạn trở nên khó khăn hơn bạn nghĩ. Thực ra nếu bạn quan sát sẽ thấy chỉ dẫn quan trọng giúp bạn thoát ra tình trạng này và có thêm cơ hội để biến nguy thành cơ hoặc được thông cảm. Ngũ hành tương sinh giúp bạn khai thông các bế tắc liên quan tới sức khỏe. Nhiều người bệnh có được hướng điều trị phù hợp để bản mệnh sớm cải thiện tình hình, tránh xa những rắc rối trong tương lai. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, một số quyết định của bạn càng chậm, càng sáng suốt và phù hợp. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, để hành trình của mình thêm đẹp, bạn hãy tận hưởng từng khoảnh khắc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, tránh tâm lý hơn thua vì nó khiến bạn xấu xí trong mắt mọi người. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, ngay cả khi không có tình cảm cũng nên khéo léo từ chối. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, chỉ nên tập trung vào những gì mà bạn giỏi nhất mà thôi. Con số may mắn 9, 2, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường vàng, đen, quý nhân phù trợ Sửu, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Tuất, khi bước vào giai đoạn trưởng thành, cuộc sống của tuổi Tuất dần hiện lên bức tranh rực rỡ hơn với sự nâng đỡ của thiên ấn. Những người lãnh đạo xung quanh sẽ không chỉ nhìn nhận mà còn trân trọng những đóng góp của bạn. Có thể thấy những lời động viên khích lệ của mọi người trong thời gian này có giá trị rất nhiều khi nó vực lại tinh thần và sự yếu đuối của bạn chính thức rời xa. Bạn trở nên lạc quan hơn và sẵn sàng đối mặt với mọi vấn đề có thể đến với mình. Thổ thủy xung khắc cho thấy tiền bạc đang ra đi từng chút một, nhưng theo thời gian dài, nó tích lũy thành khoản lớn. Do đó, bạn đừng xem thường những khoản nhỏ giọt rời khỏi túi tiền của bạn ngay lúc này. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, mọi sự chỉ mang tính chất tương đối, đừng đặt nặng quá vào vấn đề. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, cho bản thân chút thời gian nghỉ ngơi cần thiết trước khi bắt tay vào làm điều gì. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, những định kiến của mọi người ảnh hưởng mạnh mẽ tới bạn. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, khi xem mình là nhất, chính bạn đã đẩy bản thân ra xa khỏi mối quan hệ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, có thêm thời gian để chăm sóc chính mình theo cách bạn muốn. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt
11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, nâu, trắng, quý nhân phù trợ, dần, ngọ, tuất. Tử vi tuổi Hợi, nhờ có tam hội mà tuổi Hợi có cơ hội để hàn gắn tình cảm. Có thể một vài người bạn từng ngắt kết nối hoặc có xích mích sẽ tìm tới bạn. Nếu muốn, bạn nên cởi mở chia sẻ với họ những suy nghĩ của mình. Nhiều vấn đề tiền nong cũng sớm được xử lý khi bạn nhận được sự hỗ trợ, thậm chí có người giúp bạn có thêm công việc để cải thiện thu nhập cũng như cuộc sống của mình. Cuộc sống của tuổi Hợi thời gian này có những chuyển biến tích cực đáng nể, trong ngày có thực thần nâng đỡ. Các khoản thu có dấu hiệu gia tăng hơn trước. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, bạn vẫn đang trong nhịp độ của mình, đừng để ai đó hối thúc mà vội vàng. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, nếu muốn khóc, hãy khóc để giải tỏa những áp lực trong lòng mình. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, hãy sẵn sàng đối mặt vì đó là điều bạn cần nhất lúc này. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, học cách tăng gia vị cho cuộc sống bằng việc học điều gì đó mới. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, để ai đó được phạm sai lầm để họ nhận ra bài học của chính mình. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường đen, vàng, quý nhân phù trợ Sửu, Dần, Mùi. Đánh giá tử vi ngày 4 tháng 8 năm 2024 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Tuổi Hợi, Dần. Con giáp nào vướng nhiều rắc rối nhất? Tuổi Tý, Tỵ. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch ngày tốt nhé.